Mỗi ngày ra thấy mỗi loại khác nhau à? Đúng rồi đó chị. Cái nào mà bán chậm thôi chị bỏ cái đó qua. À, tại cái này là mình làm tại chỗ mà không? Đúng rồi. Biết được quá trời loại bánh luôn. Cái chị kia nghe tùm lum là nhìn em liền. Đúng rồi. Em quay là biết bao nhiêu người coi cái clip của em thì hỏi em quay lại em kiếm chị đó. Đi theo quầy này chừng 1-2 lễ hội thôi là mở cái quầy bánh được rồi. Có bao nhiêu bí quyết là làm tại chỗ, quay hết trơn, thấy hết trơn rồi. Không có giấu được rồi. Các chị đọc câu thơ gì em quên mất tiêu rồi. À đúng rồi. Ủa bún nước lèo mình bán nhiêu một tô vậy anh? 70 ngàn anh. 70 ngàn một tô bún nước lèo. Còn ốc mình bán theo phần hay sao? Dạ đúng rồi, phần 70 luôn. À một phần 70 luôn, đồng giá 70 ngàn đồng. Welcome back to my channel Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Hiện tại thì Cường đang có mặt ở đường Lê Lợi tham gia lễ hội ẩm thực xanh ngon và lành, diễn ra là từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 9 nha cô chú. Còn 2 ngày nữa thì lễ hội mới kết thúc. Và ở trong đây thì có tới hơn 100 gian hàng cùng với khoảng là 500 món ăn khác nhau. Thì hứa hẹn đây là một trong những cái chương trình mà lễ hội ẩm thực rất là đặc sắc vào những dịp, những tháng cuối năm nha cô chú. Đây là không gian giới thiệu sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh năm 2024. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi diễn đàn kinh tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 5 với chủ đề là chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý cô chú anh chị của mình có theo dõi video của Cường thì hôm qua Cường có cập nhật một video về chương trình lễ hội này rồi, nhưng mà chương trình lễ hội này quá hấp dẫn và được bà con của mình ủng hộ rất là nhiều, nên hôm nay Cường quay lại cập nhật tiếp tục cho cô chú một số gian hàng nữa nha. Ở trong này là mình chia làm 3 khu vực nha cô chú, có nghĩa là ẩm thực miền Nam, miền Trung và miền Bắc. Thì đầu tiên thì cô chú sẽ thấy được là ngay trục đường Lê Lợi và đường Bách Tơ thì mình sẽ thấy được là ẩm thực của miền Nam nha. Ở miền Nam thì cô chú sẽ thấy được là trang trí những cái nón lá nè, rồi mái lá kiểu như là nhà tranh vách lá ngày xưa của cô chú. Đây bây giờ Cường sẽ vào khu vực này trước nha. Ủa 2 ngày cuối tuần mình bán được không em? Dạ. 2 ngày cuối tuần ở thứ bảy chủ nhật á, được không? Được ha. Cái này là của chị Kim Đẹp. Chị Kim Đẹp đâu mất tiêu rồi? Dạ, đi rửa đồ. Vậy hả? À. Nếu mà cô chú anh chị em nào mà xem video của Cường á về ẩm thực bánh dân gian thì mình sẽ thấy được là gian hàng của chị Kim Đẹp là một nghệ nhân ở dưới An Giang á, thì thường thường á là chị làm và chế biến tại quầy luôn nha cô chú, nên là đồ ăn rất là chất lượng. Cô chú sẽ thấy được là nguyên liệu nè, cái này phần bột nè, còn đây là cái xửng hấp này là sử dụng điện nha cô chú, mình hấp tại chỗ luôn. Lần nào mà Cường qua chỗ khu vực quầy chị Kim Đẹp ở An Giang là lúc nào cũng thấy nồi nước cốt dừa nha. Ở đây là bánh sẽ làm trực tiếp luôn, nước cốt dừa cũng sẽ làm trực tiếp tại quầy nên lúc nào cũng nóng hết. À vậy hả? Hôm nay là Cường có thấy là bánh củ cải nè cô chú, này là kiểu như là bánh mới nè, cái này chị cũng hấp tại đây luôn. Đây bây giờ bắt đầu là sau giờ làm việc cô chú, chuẩn bị là sau 17 giờ là sẽ rất là đông nha. Tại khu vực trung tâm quận nhất này thì khu vực và tòa nhà văn phòng cho thuê này thì số lượng nhân viên rất là nhiều cô chú. Quầy của chị Kim Đẹp là từ ở ngoài đi thẳng vào là sẽ thấy chị liền. Biết rồi, bánh đường cái gốc nó khác gì mình. À vậy hả? Đây. Đây bánh da lợn. Mà tại vì mình đứng mình quay ngay chủ làm mà mình không thể nào chê được, chê là bị hốt xác liền. À vậy hả? Đây. Chị cắt cho một phần bánh da lợn, cái này là từ đường thốt nốt nha cô chú. Rồi lá dứa tự nhiên hết, ở đây là chị làm tất cả là màu với là đường tự nhiên hết nha. Cô chú nhìn xem cái phần bánh bò mà hấp tại chỗ mới đem ra nóng hổi luôn nè cô chú. Đây ở phía trên là chị có rắc thêm cái phần là hạt mè nữa nha. Đây bây giờ Cường sẽ thử thưởng thức một phần bánh da lợn của quầy Kim Đẹp nha cô chú.
Cường cắn một phần khá là to, nhưng mà thật sự là rất là ngon và cái vị nó là vừa nha cô chú. Nó sẽ không có quá ngọt. Và ở đây là chị làm là từ đường thốt nốt nên là cái vị nó rất là ngon so với lại mình sử dụng là đường tinh luyện nha cô chú. Đây, đây thêm một phần còn nửa cái nữa này, bây giờ Cường sẽ ăn luôn nha. Chị mới gọi bạn này tên gì chị? Cường. À, em tưởng nó kêu em á. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Đúng rồi, chị, em tưởng là chị kia em vô rồi làm với chị làm bánh bột lọc luôn hả chứ. Rồi hôm nay có cô chủ rồi, mình có nhân viên, mình quay là mình sẽ có tiền nữa. À, bánh bột lọc đó làm lạ với ta. Làm bình thường xong cái úp lại hả? Em cứ nghĩ là nắng lại trước không hấp. Nó nắng như Mỹ là mình làm thì cho nó mau, cái này nó trong nó đẹp hơn. À. Cái quyết của mình nó khác gì đó. Thôi bây giờ em đã thấy rồi. Em đã thấy chị là cách làm bánh bột lọc rồi là em hiểu rồi. À, đúng rồi. Bột lọc mấy cái kia. Cái này là bánh bột lọc nhưng mà như cơm, còn cái này là bột khô, cái này là kỳ này Cường đi là Cường quay cho cô chú rất là nhiều loại bánh lạ nha. Ví dụ như là bánh củ cải nè cô chú. Ở trong là sẽ có phần tôm nha. Còn hồi nãy là Cường có quay bánh gan cho cô chú nữa. Nói chung là những loại bánh lạ. Rồi mình có cơ hội mình đi những cái lễ hội như vậy, mình sẽ thưởng thức những bánh lạ hay là những cái bánh mà quá quen thuộc với mình nha cô chú. Mỗi người ra mỗi ngày ra thấy mọi loại khác nhau à. Đúng rồi đó chị. Cái nào mà bán chậm thôi chị bỏ cái đó qua. À vậy cái này là mình làm tại chỗ mà không? Ừ, đúng rồi. Biết được quá trời loại bánh luôn. Mà nhìn thấy có lượng hết nào thích ăn cái nào đó mình làm cái đó. À linh động. Ở đây thì nhiều người ta bán bánh giống nhau á, mình làm lạ lạ. À làm lạ lạ về bán nhanh hơn. Hôm nay là ngày đầu tuần của chú nhưng mà thời tiết rất là ủng hộ những lễ hội. Chứ hiện tại bây giờ đang là mùa mưa ở trong Sài Gòn. Nhưng mà hôm nay là ngày 23 thì thời tiết rất là đẹp của nhân cô chú. Cường đang đứng vào buổi chiều là sau 17 giờ nè. 21 chị làm thêm bán hiệu nha chị, gắn lên là sẽ nhẹ phần trả lời. Có nhiều gian hàng cũng gắn tên lên á. Bánh chị lạ quá, chị hỏi là chị trả lời chị khỏi làm bánh luôn á. Tên lên hết trơn thành phần rồi đó. Ghi tên thôi, ai biết chị ghi thành phần chi. Ở trong cái bình đen này nè, đựng đen. Ra giờ này là bắt đầu là sơm tụ lên cho cô chú. Tại vì quầy này là làm trực tiếp luôn, mấy bánh rồi nước cốt dừa làm trực tiếp hết. Nên là nếu mà bán nhanh nó là sẽ làm liên tục luôn nha. Cũng khá là cực nha cô chú. Đây cô chú mình sẽ thấy đang làm phần bánh bột lọc nè. Đỏ bánh bột lọc hấp tại chỗ luôn nha. Cái này là sử dụng là bếp điện nha cô chú. À, có sẵn con tôm là mình có ướp gia vị nha. Bột như vậy nhưng mà mình hấp thì một hồi là nó sẽ trong bóng lên. quay bí quyết đó là nè. Trời bí quyết cái gì, quay bột gì mà cũng bí quyết nữa trời. Anh cường lớn thì anh quay bí quyết rồi. Đi theo quầy này chừng một hai lễ hội thôi là mở cái quầy bánh được rồi. Có bao nhiêu bí quyết là quay hết. Làm tại chỗ quay hết trơn, thấy hết trơn. Không có giấu được rồi. Trong khuôn viên mà ẩm thực ở đây thì Cường thấy là tới mấy chục gần cả trăm gian hàng khác nhau. Tuy nhiên là những quầy mà bán về bánh dân gian thì lúc nào cũng thu hút đông đảo hơn so với những quầy mà bán đồ ăn nha cô chú. Đây cô chú sẽ thấy được một chùm bánh ú lá tro nè. Cái này gói bằng cái phần lá tre nha cô chú. À nước tro thì nhầm. Đây là nước tro. Mình lọc ra thì nó sẽ có cái màu cam đậm và phần bột là trong suốt nha cô chú. Đây tiếp theo là cô chú sẽ thấy được cái này là bánh lá mơ. Bánh lá mơ này thì thực là thấy rất là lạ không cô chú. Ở ngoài cô nghĩ là ăn nó sừng sật và ở phía bên trong là nó sẽ có nhân đậu xanh á. Còn đây là tiếp tục là phần bánh ít trần nè. Tiếp theo là mình sẽ thấy có phần là
bánh bò thốt nốt. Bánh bò thốt nốt ở đây là chị tự làm luôn, tự lấy màu nên là cái màu nó sẽ không có đẹp bằng những cái chỗ khác, nhưng mà ăn thì cực kỳ ngon nha cô chú. Ở đây là cô chú có thể là kêu một phần bánh mà mình thích, hoặc là mình có thể kêu lộn xộn nha. Ở đây thì bán sẽ linh động, ví dụ một phần 30.000, 40.000. Thường thường là bánh nhân gian của Nam Bộ mình thì lúc nào cũng sẽ ăn kèm với là nước cốt dừa nha cô chú. Kiểu là lúc nào cũng có vị béo nhiều và ngọt nhiều hết. Sát bên gian hàng bánh bò thốt nốt của chị Kim đẹp ở An Giang là có gian hàng bánh nhân gian Anh Thư. Đây cô chú sẽ thấy được là bảng giá hầu như bánh bò thốt nốt là 10.000 đồng, rồi bánh cuốn ngọt đó là 30.000 đồng một phần. Một phần thì mình sẽ hỏi coi là bao nhiêu cái nha cô chú, và mình sẽ thấy được là giá thì tầm khoảng là 30-20.000 đồng thôi. Còn thập cẩm lộn xộn nè, 50.000 đồng một phần thì mình sẽ ăn được rất là nhiều món khác nhau nha. Ủa, cuối tuần chị bán được không chị? Cuối tuần bán được không? À, hôm qua bán được hả? Sáng nay đâu có mưa đâu. Ủa vậy hả? Ở bên Bình Tân không có mưa, thấy nắng mới chạy qua nè. À, ngày nào cũng mưa hết trời. Đây, chị đang để cái phần bánh bò bông lên nha cô chú. Đây, quay gian hàng này Cường thấy là có để bản tên hết nè, để mình dễ biết. Bánh đúc gân, bánh bò bông, rồi bánh bò bông lan nữa đây. Cô chú sẽ thấy nhìn giống giống như là cái bánh bông lan mình hay ăn á, nhưng mà cái này là bánh bò nha. Đó, tiếp theo là cô chú sẽ thấy được là bánh khoai mì nướng, rồi bánh bò rễ tre. Quá trời loại bánh khác nhau luôn cô chú. Rồi bánh lá mơ nữa nè. Bánh lá mơ này thì mình sẽ thấy phần bột trộn chung với cái phần nước của cái lau rau mơ của chú. Sau đó mình ăn kèm với nước cốt dừa nha. Đây, còn đây là bánh bột bán nè, rồi bánh ít trần nè. Quá trời màu sắc rất là đẹp luôn cô chú. Tất cả màu ở đây là đều tự nhiên hết nha. Mình sẽ thấy là màu tím, màu xanh, màu vàng nè, là màu của gấc của lá mơ hoặc là của lá cẩm nha cô chú, rồi lá dứa nữa. Quá trời màu sắc này, nếu mà cô chú nào mà thích bánh nhân gian thì thấy cái này là mình sẽ không thể nào mà rời đi được nha. Chắc chắn là mình sẽ mua một phần để mình thưởng thức. Quá hấp dẫn luôn. Cô chú sẽ thấy được cái phần bánh này, mình nhìn xa xa mình giống giống như cái phần thịt heo quay không? Hũ trắng là phần mỡ heo nè, còn cái phần cam cam là phần da heo nè cô chú. Này là bánh chuối nha, rồi có bánh bắp nữa. Còn đây là bánh rau câu đậu xanh. Cô chú sẽ thấy được là nắn từng trái ra hình thù khác nhau nè. Ở phía ngoài là bọc một lớp rau câu của cô chú, còn ở phía trong là phần đậu xanh nha. Thật sự là những lễ hội này mà mình bán trong mùa mưa này cô chú là rất là hồi hộp. Tại vì mưa thì mọi người sẽ rất là lười để ra khỏi nhà nha. Nên là lúc nào mà trời mà mát mát hoặc là ui ui là mình cứ đi bình thường đi. Đây cô chú sẽ thấy là trời ở ngoài kia hôm nay thì cũng khá là đẹp. Chỉ còn 2 ngày nữa là chương trình kết thúc, tức là ngày 25 tháng 9 đó cô chú. Nên là nếu mà cô chú anh chị nào mà mình chưa đi thì mình cứ tranh thủ mình ra để mình tham gia lễ hội nha. Ở đây nè, đối diện nè. À, sát bên luôn, chung chỗ gửi xe. Cái này là chị đang lấy phần bánh ướt ngọt đó cô chú. Ở phía trong là cuộn cái phần đậu nhân đậu xanh nha, ăn kèm với nước cốt dừa.
Thật sự là khi mà tổ chức ở trục đường mà lễ hội đường Lê Lợi á cô chú, trục đường ở ngay quận nhất đây nè, thì có rất là nhiều khách nước ngoài. Đây là cơ hội để mình có thể quảng bá được du lịch văn hóa ẩm thực của người Việt Nam mình đối với bạn bè nghe. Rất là nhiều du khách nước ngoài luôn, đặc biệt là buổi tối. Bây giờ thì Cường sẽ di chuyển qua một quầy bánh gian rất là đặc biệt nha. Quầy bánh nhân gian Thanh Hằng này là mấy chị bán hàng rất là dễ thương nên cô chú mình sẽ thấy được là lượng du khách không rất là đông luôn nè. Bây giờ Cường sẽ vào bên trong là coi là quầy này bán những món gì nha cô chú. Đây cô chú mình sẽ thấy không, ở đây là chị nói là bán bánh đặc sản ba miền đây. Không chỉ bánh của miền Tây không, có miền Trung với lại của miền Bắc luôn. Hôm qua này bán được không chú? Cũng bình bình. Dạ ha. Hôm qua cuối tuần á, chủ nhật đã đỡ rồi vậy. À. Hôm nay thì buổi chiều này trời đẹp nè. Nhưng mà lại đông tận. À nhưng mà không, buổi chiều tan tầm á ra là chỗ này đông lắm. Tại chỗ này văn phòng làm nhiều. Cái công ty. Dạ. Quầy bánh nhân gian là thấy quầy chú là ok nè. Mấy món chú có quà bán ở bên này không ta? Bên tháng 10 có chỗ này nè. À, tháng 10 ngay chỗ này gửi cái xe đây nè. Đúng rồi. Chỗ thương xe tắc cũ á, ngay góc này nè. À. Quầy của người em là đã tập trung là hết hết bên sóng dòng vàng ba miền. À, quầy bán tùm lum nè, hổm kêu nè. Bánh hồng. Miền nào cũng có hết. Đặc sản Phú Yên với Bình Định. Cái chị kia nghe tùm lum là nhìn em liền. Đúng rồi. Em quay là biết bao nhiêu người coi cái clip của em thì hỏi em quay lại em kiếm chị đó. Bữa rồi anh nói cái quầy bán tùm lum. Nghe là biết dưới miền Tây đi lên đây rồi. Cái từ mà bán tùm lum tùm la là chỉ biết ở dưới thôi. Ở đây mình bán theo kiểu buffet cũng khá là lạ nha cô chú, thích ăn cái gì cứ gấp vô rồi sau đó cần ký thôi, kiểu như là lộn xộn. Nhưng mà cái này mình vẫn bán, có bán theo cái không chú? Có. À, cứ nghĩa là mình thích cái gì kiểu gì có kiểu đó ha. Linh động, dễ bán. Với lại nó công bằng. Dạ. Quầy nè, đông đông bán nhanh là toàn là bánh mới không nên là mua yên tâm luôn. Bánh nhân gian nếu mà cô chú mà biết á, thì thường thường mình biết là khoảng là mười mấy hai mươi loại thôi, nhưng mà thật sự thì sẽ có rất là nhiều loại khác nhau nha cô chú. À, bánh đất miền Tây rồi có bánh đất lá gai rồi của miền Trung luôn. Cô chú sẽ thấy được một bánh nhân gian Thanh Hằng này là cái bánh su xê này là ở phía trong cái nhân là mình làm thành cái bông luôn cô chú, chứ thường thường là một phần đậu xanh bình thường thôi, nhưng mà đây là làm cái nhân luôn, quá đẹp. Chỉ có là 10.000 đồng một cái thôi nha. Gian hàng này bán quá trời loại bánh khác nhau luôn nè, cô chú sẽ thấy không? Ở đây là chú đang cắt cái phần bánh đúc gân. Cái này màu hồng hồng nó là màu tím lá cẩm nè. Rồi màu xanh đó là mình sẽ thấy được là màu của lá dứa. Đây thường thường bánh nhân gian của mình nó là ăn kèm với nước cốt dừa. Mặn mặn, ngọt ngọt, béo béo. Rồi đôi khi mình rắc cái phần đậu phộng mầm hoặc là cái phần mè rang đó là cô chú, để tăng độ thơm, độ béo như cái phần bánh. Giờ chấm hàng lên để tối bán hả chị? Hồi người ta làm xong người tập ra người ta mua hết. Hồi là chị được về sớm. Hôm qua chị có về sớm không? Có được về sớm đâu. Dạ hả? Không có ai cho chị về đâu. Bà chủ bà cứ chấm hoài luôn. Quầy mấy quầy khác là bán theo cái theo phần, còn quầy này là mình sẽ cân ký nha cô chú. Buffet bánh 17.000 đồng 100g. Đó cô chú sẽ thấy không, mình gấp bánh sau đó mình sẽ cân ký nha. Nhưng mà trường hợp nếu mà cô chú thích ăn một loại nào đó mình bán theo phần theo cái vẫn được bình thường. Cô chú sẽ thấy một số loại bánh rất là quen thuộc nè, này bánh ít. Rồi có bánh kia là bánh hồng nha cô chú. Đó rồi xa xa kia nó cô chú sẽ thấy có là bánh đúc nè, rồi bánh khoai mì, rồi xôi vị. Quá trời loại bánh luôn. Điểm không hết luôn. Bánh da lợn. À, bánh bò, bánh da lợn chung với nhau. Có bánh bò da lợn.
Hồi trước là hai bánh tách ra, giờ hai bánh chung là một cổ luôn. Cái này nó có cái tên mới hay lắm anh. Bánh gì anh? Em vừa đặt cho nó tên là một thân hai phần. Đúng không? Mà mình nói hai tên nè. Đúng rồi đó. Ơi, kết hợp với bánh bò với bánh da lợn. Nhà hàng bánh nhân gian Thanh Hằng không ta? Anh Hằng cập nhật bánh liên tục luôn, cô chú mình sẽ thấy đây. Một thân hai phận nè, bánh bò với bánh da lợn chung. Cái này hình chiếc lá. Đó, bánh mới lên liên tục luôn. Những gian hàng nào mà đông khách như vậy cô chú sẽ thấy được là đồ mới liên tục. Nước cốt dừa bánh đồ là nóng hổi luôn. Đó, cô chú sẽ thấy không? Đó, hình chiếc lá. Màu xanh luôn. Cái hộp gì anh bán nhiều anh, hay là nhập vô mình bán buffet bánh? Cái này mình để buffet bánh. À, để buffet bánh à. Còn ai thích mua hộp thì mình để là. À, dạ đúng rồi. Ăn một loại thì cũng cứ cân theo ký thôi, 17.000 đồng 100g. À, một phần như vậy là 60.000. Một hộp gì 60.000. 10 cái. 10 cái cũng đơn giản. Dạ. Nếu mà quý cô chú anh chị của mình có trải nghiệm đi ở hội chợ ẩm thực này thì cô chú sẽ thấy được là những gian hàng bánh nhân gian nói riêng cũng như là khu vực của miền Tây thì cô chú bán hàng rất là vui vẻ, nhiệt tình và dễ thương nha. Bánh da lợn kìa. Quầy nào mà bán vui vẻ cô chú sẽ để ý được là rất là đông khách nha. Tại vì thường thường là giá trong đây mình bán đồ giống nhau thì sẽ xem nhau thôi chứ nó không có khác biệt. Nhưng mà bán vui vẻ thì khách mình sẽ thích hơn nha cô chú. Cường đi quay xong là gian hàng ở chỗ mà bánh nhân gian Thanh Hằng nè cô chú. Khi Cường là thử món bánh gan, và món bánh gan là ăn lạnh thì mới ngon. Thì bây giờ Cường sẽ thử món bánh gan coi như thế nào nha. Nghe tên thì khá là lạ, nếu mà cô chú thế hệ mà 7X, 6X, 5X á, thì món bánh gan này là khá là quen thuộc. Nhưng mà sau này thì rất là hiếm và mình muốn ăn mình cũng rất là khó để mua nha cô chú. Đó, bây giờ Cường sẽ đi ra đây thử. Dạ, bánh gan. Bánh này là làm từ cái gì anh? Trứng sữa. À, trứng sữa giống giống như bánh lăng không? Giống bánh lăng, nhưng mà cái này nướng, còn bánh lăng là hấp. À, bánh lăng là hấp, còn bánh này là nướng. Tên nó đặc biệt á. À, bánh này nghe tên cũng lạ ha. À, đây bánh gan. Đây cô chú sẽ thấy đây là một phần bánh gan nha cô chú. Anh nói là cái này là phải ăn lạnh mới ngon, thì bây giờ Cường sáng thử. Đây cô chú sẽ thấy không? Cái phần này nếu mà nó cái màu nó sáng hơn á thì mình nhìn sẽ giống như là bánh lăng nha cô chú. Còn cái này là mình sẽ thấy là phần nướng. Đây cô chú sẽ thấy cái lớp này là nó nướng lên nè. Nó còn ở ngoài là nó sẽ kiểu nó cứng, còn ở phía trong này là mình sẽ thấy được nó rất là mềm nha cô chú. Đây Cường sắn một cái là cô chú sẽ thấy được là nó thấy không? Rất là dễ. Cường nghĩ là sẽ có vị ngọt, vị béo. Bây giờ Cường sẽ thử nha cô chú. Thật sự là trước đó là Cường đã nghe cái tên bánh gan, nhưng mà khi mà mình hỏi chỗ mua á thì rất là ít chỗ bán nha cô chú. Thì bây giờ Cường sẽ thử một phần bánh gan ở chỗ mà quầy bánh nhân gian Thanh Hằng nha. Mình tính nhai nhưng mà thật sự là mình vừa mà ngậm vô là nó đã tan trong miệng rồi. Nó sẽ không có quá ngọt, cái vị nó sẽ giống giống như là bánh lăng, có kiểu là cà phê ở trong này. Cái này nó thơm quá anh. Béo. Béo thơm. Cái này mình bán làm sao vậy anh? Một ngày phần là 40, phần này là 40 phải không? À rồi. Bánh này nó phải giữ à. Một phần bánh như vậy là quầy chỗ Thanh Hằng mà bán là 40.000 đồng nha cô chú. Đây, nguyên cái không gian ẩm thực ba miền thì chỉ có chỗ này mới là bán cái phần bánh gan thôi. Nên nếu mà cô chú có thắc mắc là mình có thể lại quầy này mình thử một phần bánh gan nha cô chú. Để cái vị nó khá là lạ và ăn là nó không có vị là quá ngọt. Nó kiểu là nó vừa đủ và nó béo, và đặc biệt cái này là lạnh nên ăn cái kiểu mà nó giải khát nha cô chú. Khi mà ngồi ăn xong á, Cường mới biết là vì sao đặt tên bánh gan nè. Tại vì cái màu nó sẽ giống như là cái màu gan mà động vật mình hay ăn cô chú. Ở trong thì nó sẽ sáng màu chút xíu, nhưng mà ở phía ngoài là mình nướng lên. Ở ngoài thì nướng nhưng mà giữ lạnh, nên là ăn cảm giác là nó sẽ không có bị ngén nha.
Thật sự là cái màu thì nó hình thức ở ngoài nó không có quá bắt mắt cô chú, nhưng mà khi mình ăn thì thật sự nó rất là ngon luôn, kiểu như béo vừa đủ, ngọt vừa đủ, và đặc biệt là lạnh. Ở ngoài thì nó hơi cứng cứng, nhưng mà ở trong là mình sắn vô á, mình ngậm thì nó sẽ tan ra trong miệng luôn nha. Tôi nghĩ đây là cơ hội rất là thích hợp để mình thưởng thức một cái bánh gan. Tại vì không phải cô chú anh chị nào mà mình biết được cái món này. Thật ra khi mình biết á, mà thật sự là rất là khó tìm để kiếm một chỗ mà mua nha cô chú. Quá ngon. Bây giờ thì Cường sẽ tiếp tục di chuyển qua những gian hàng khác nữa nha cô chú. Ở đây ở khu vực mà ẩm thực của Nam Bộ á, cô chú sẽ thấy được là rất là nhiều gian hàng bán bánh dân gian. Ở Nam Bộ của mình thì ẩm thực thì khá là nhiều, rất là nhiều món luôn. Bún, cơm, phở, hủ tiếu đồ nhiều, nhưng mà bánh dân gian là một trong những loại đồ ăn mà rất là nhiều quý cô chú mình lựa chọn nha. Nên là nhiều gian hàng là trưng bày thêm phần bánh dân gian bán kèm với loại những món ăn khác nữa. Đây cô chú mình sẽ thấy quấn cái bánh su xê tươi. Quấn mình sẽ để được 2.000. Cái này là em bán bao nhiêu một cái vậy? À, 2 cái 15.000 hả? Nó có một màu xanh thôi, nên em thấy có chỗ nó có thêm màu tím, màu cam nữa. Cái màu truyền thống của nó là màu xanh lá dứa. À, màu xanh lá dứa. Đây cô chú sẽ thấy được là ở đây là mấy cái phần bánh này mình sẽ cắt ra cái phần đều của chú, có bánh dê lợn, bánh bò. Còn cái phần xôi mà cô chú sẽ thấy có lá cẩm nè, hoặc là màu lá dứa chính giữa có phần màu xanh á. Cái này là mình kêu là xôi quỷ nha cô chú. Đây, những gian hàng bánh dân gian là cô chú là thấy là màu sắc sặc sỡ luôn không? Quá đẹp luôn. Cái này là Cường quay là kiểu như là buổi xế xế á, thì nó sẽ hơi vắng, nhưng mà buổi tầm buổi trưa chiều tối thì nó sẽ rất là đông nha cô chú. Cường thấy thì những gian hàng ở đây là thiết kế rất là đẹp luôn cô chú. So với những lần mà tổ chức lễ hội ẩm thực cũng trên trục đường đi lại, thì lần này Cường thấy là đề co những gian hàng đây rất là đẹp. Và mình sẽ nhìn ra được là của miền Nam, miền Trung hoặc là miền Bắc nha cô chú. Cái này có một số món ăn là cô chú mình sẽ thấy được là các nghệ nhân hoặc các biết là mình sẽ nấu trực tiếp tại chỗ luôn. Đảm bảo lúc nào cũng là tươi, ngon và nóng hổi nha cô chú. Cô chú mình nghĩ là lượng du khách nước ngoài ở đây thật sự là rất là đông luôn cô chú. Đây là cơ hội để mình quảng bá về du lịch ẩm thực của con người Việt Nam mình nha. Rất là tốt luôn. Đây, tiếp theo là một quầy bánh nhân gian. Bánh giá chợ dòng Gò Công, nghệ nhân là Kim Thủy. Cô chú nào mà xem video hồi trước là chị Kim Thủy này đổ bánh xèo ở bên Thảo Cầm Viên. Chị có đổ bánh xèo Thảo Cầm Viên phải không? À, kỳ đó chị đọc câu thơ gì em quên mất tiêu rồi. Trăng lên đỉnh núi Trăng Đò, xà qua sáu loại chỉ còn. À đúng rồi, trăng lên đỉnh núi Trăng Tròn, xà qua sáu loại chỉ còn nửa con trăng. Là phần bánh xèo nha cô chú, mình gấp lại thì chỉ còn phần nửa thôi. Còn kỳ này là chị có làm món bánh giá nè, một đặc sản rất là nổi tiếng của Gò Công nè cô chú. Đây, quá trời nhìn mấy con tép, con tôm gì nè, nó hấp dẫn ghê không? Cái này là nguyên liệu mình sẽ ăn kèm, ví dụ như rau, nước chấm thì cũng sẽ tương tự giống như bánh xèo luôn cô chú. Đố hôm qua cuối tuần chị bán được không chị? À, qua đông ha. Với lại, à, nay đầu tuần mà, nhưng mà em nghĩ chiều chắc cũng sẽ đông à. Đi làm rồi khu này ra một cái là biết bao nhiêu ngàn người luôn. Khu này khu văn phòng nên lúc nào cũng đông hết. À vậy hả? Em thì gặp chị ở ngay chỗ Thảo Cầm Viên là đầu tiên em nhớ luôn. Mấy món chị có bán ở bên Thương Sách Đắc Cũ này không? Tháng 10 nè. Có, qua đó có bánh xèo đó. À. Ở đây thiếu nha. Qua không có gì. À. Cái này là mình mấy cái một số là bánh là chị đổ trực tiếp ở đây luôn ha. Không làm ở đây không. À làm ở đây nên là cực, nó phải rộng rộng một chút xíu. Cái này là chị dạ đây cô đang cắt cái phần bánh chuối. Bánh chuối này là mình sẽ ăn kèm với nước cốt dừa. Dạ yeah.
ngoài bánh vá cỡ đồng ra thì cô chú sẽ thấy được là chị có bán một số là bánh dân gian khác nè, ví dụ như là bánh rau câu, đậu xanh, rau câu ngọt đó cô chú. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ thấy có bánh đúc nè, rồi bánh bò. Nói chung là những người bánh dân gian ở đây thường thấy thì bên những loại bánh này thì kiểu như là đại trà của chú nó sẽ giống nhau khá là nhiều. Cô chú nào mà thích bánh dân gian thì thật sự là không thể nào bỏ qua được những cái khung hình này, cô chú quá đẹp luôn, vừa ngon mắt mà vừa ngon miệng nữa. Ở đây Cường thấy là ban tổ chức sắp xếp rất là nhiều bàn ghế mình có thể là ngồi để ăn tại chỗ nha cô chú. Bàn ghế là mình sẽ sắp xen kẽ với những gian hàng, nhưng mà Cường thấy là sắp cũng khá là nhiều. Thường thường thì giờ cao điểm của mình đi ăn uống là ngay cái thời gian mà mình ăn trưa hoặc là ăn chiều nha cô chú. Ví dụ như là 11 đến 12 giờ hơn, hoặc là từ buổi chiều là từ 17 giờ tới khoảng 19 giờ nha. Ở đây thêm một vài gian hàng đồng giá 20.000 đồng nữa cô chú. Mình sẽ thấy có bánh phồng bình thường hoặc là bánh phồng chuối nha. Cho cùng cái này bánh phồng sơn đốc, đặc sản Bến Tre, 30.000, 35.000. Cái này là mình ép trên không luôn. Cái này cô chú mình có thể đem đi nước ngoài được nè. Cái này là mình nướng lên không anh, rồi mới ăn phải không? Nướng lên thì mình bán là 20.000 đồng một bịch hả? 4 cái, 5.000 đồng một cái. Cái này là nướng sẵn nha cô chú, mình có thể là mua ăn liền. Còn ở đây thì anh sẽ có cái đầu nướng nè. Cái này là nướng bằng điện nha cô chú. Mình sẽ thấy được có rất là nhiều loại như bánh phồng, nhưng mà có bánh phồng nếp nè. Cái này là mình sẽ để có cái phần hành nữa. Rồi bánh phồng kiểu truyền thống bình thường đó, rồi có thêm là phần bánh phồng chuối đó. Cô chú sẽ thấy ông biến tấu rất là nhiều loại khác nhau nè. Ngày xưa là chỉ có một loại bánh phồng truyền thống thôi, một loại duy nhất rồi, sau này là biến tấu ra nhiều loại khác nhau. Một phần như vậy là mấy cái anh? 10 cái. 10 cái. Cái này mình không có bán bánh tráng anh, bánh tráng bị lòng á. Không có phơi được đâu hả? Không phơi được. Bánh nó loại đó là bánh nướng thì cũng phải 4 tiếng đồng hồ. Nếu như mưa mà cán là lỡ cả sáng, mà trưa lại mưa là rồi. Trời ơi, làm cực. Nói chung là làm cái này là phụ thuộc vào thời tiết đó cô chú. Nên là hiện tại đây là mới có bán bánh phồng thôi, không có bán bánh tráng. Cái đó anh nướng bằng điện ha anh, vậy cũng tiện ha. Hồi xưa nướng than cực đó cô chú, mình sẽ thấy được là anh nướng bằng phần điện thì nó khá là sạch sẽ cô chú, rồi nó cũng đỡ cực hơn là nướng bằng than. Nướng than là mình phải quạt tay hoặc là sử dụng máy quạt, chứ lại nó có bụi nữa cô chú. Tiện nhưng mà có cái là cái độ nổi nó không bằng với nướng than. Vậy hả, nó kiểu như nổi gù cục lên á anh. Cái độ than có thể nó nướng nó nổi mà nó xốp lên. Kiểu như không có ưng ý lắm, chầm chầm phải không? Đây, cái này là cái phần bánh này bánh phồng á anh. Bánh phồng nếp á. Cái này là mà nướng than nó nổi rồi nữa. Ví dụ như nướng than là 10% thì nước điện này là khoảng 70% là nhưng mà đúng là nướng điện thì nó tiện hơn. Nó tiện hơn. Thì không có bụi khói rồi ảnh hưởng tới những quầy khác nữa. Thì thử cái này mất cái kia. Cái này Tết là sẽ bán được nhiều hả anh? Kiểu như là Tết tiêu thụ là nhiều nhất trong năm á. Nhà nào cũng mua bánh phồng hết. Tiếp theo là cô chú sẽ thấy một quầy đặc sản bún nước lèo Sóc Trăng. Nhưng mà ngoài bún nước lèo thì Cường sẽ thấy được là có bán thêm phần ốc nữa cô chú. Có ốc bu nè, rồi ốc hương nữa đây. Ủa, bún nước lèo mình bán nhiêu một tô vậy anh? 70.000 anh. 70.000 một tô bún nước lèo. Còn ốc mình bán theo phần hay sao? Dạ đúng rồi, phần 70 luôn. Một phần 70 luôn, đồng giá 70.000 đồng. Ốc này ốc bu không lát anh? Ốc bu anh. Ốc bu. Mình không có phân biệt được giữa ốc bu với ốc lát này, hay hỏi cái phần ốc này, tại nhìn nó cũng khá là giống nhau nha cô chú. Một phần ốc ở đây là đồng giá là 70.000 đồng, cô chú sẽ thấy hấp dẫn ngay lúc mà Cường quay là nghe cái mùi thơm mà ướp mình xả là nó tót ra rất là thơm luôn.
bún nước lèo, cái phần rau thì cô chú sẽ thấy là có phần vắt chuối nè, rồi rau răm, rồi rau đắng với lại là phần chuối bào nha cô chú. Và kế bên mình sẽ thấy có phần là rau muống bào chứ, rồi cuối bên là mình sẽ thấy có phần giá nè, bông điên điển với lại là kèo nèo nha. Tiếp theo là cô chú sẽ thấy được gian hàng bánh xèo miền Tây. Bánh xèo ở trong này Cường thấy có hai chỗ bán thì giá sẽ khác nhau cô chú. Một nơi là 40.000 đồng như Cường đang đứng nè, một nơi là 60.000 đồng. Chỗ này thì có bánh xèo nhân sâm thì có một phần là 100.000 đồng nha cô chú. Đây cô chú sẽ thấy được là cái bếp này là Cường thấy ở dưới miền Tây mình hay đổ lắm nè. Kiểu như là đổ từ thiện hoặc là trong mấy cái chương trình mà lễ hội ẩm thực chay ở trong chùa đồ á, thì cái bếp này sử dụng rất là nhiều luôn nha cô chú. Một người đổ là cả chục cái bánh xèo khác nhau. Nếu mà nguyên khu vực này thì cô chú sẽ thấy được là một cái bếp là để được 10 chảo nha cô chú. 10 chảo khác nhau. Cái này nếu mà đông khách là mình đổ á, thì mình sẽ nhìn thấy rất là vui mắt luôn nha. Đây cô chú sẽ thấy được là bánh xèo là vàng ươm luôn nè. Cái này cô chú đổ bằng chảo không dính, nên kêu là bánh xèo không dầu. Cô đang xào cái phần tôm nè. Cái này là bánh xèo tôm với lại thịt đầm. Ở phía trong là mình sẽ thấy có phần giá đó nha cô chú. Rồi có một phần đậu xanh. Đậu xanh thì mình sẽ có hai loại. Một là mình đổ cái để cái hột nguyên. Hai là mình sẽ làm cho nó nhuyễn ra cô chú. Cái này mà giờ cô điểm là cô đổ một lượt là gần cả chục cái bánh xèo đó cô chú. Nhìn rất là đẹp mắt luôn. Còn bây giờ thì giờ thấp điểm kiểu như giờ xế cô chú thì mình sẽ đổ lay rai kiểu như là người miền Tây mình hay nói là đổ cầm chừng đó cô chú. Để lúc nào cũng có bánh và đảm bảo là sự nóng khi mà vừa ra lò để cho khách mình ăn ngon hơn nha. Bánh xèo là mình sẽ ăn nóng thì sẽ ngon hơn rất là nhiều nha cô chú. Cô chú sẽ thấy cái phần nước chấm nhìn là quá uy tín không, có nghĩa là quá trời luôn. Đây chuẩn bị nè cô chú để kiểu như là buổi chiều tối là vô giờ cao điểm nha. Đây một phần như vậy cô chú sẽ thấy có cái phần đường nè, ớt, rau rừng. Thứ bảy chủ nhật chị bán được không chị? Dạ. Vậy hả? Cái này là thường thường là mấy giờ sẽ đóng cửa chị? 10 giờ mà 8 rưỡi hết hàng rồi. Bán quá dữ luôn, mặt tiền quá đẹp. Chị đang chuẩn bị rau. Rau thường thường là có rau gì chị? Có cải, lá lốt, xà lách, đậu thơm. Rồi đinh lăng nữa, đậu thơm thì có mấy loại lận? Lá cách, lá cốc luôn. Lá cốc. Ở dưới miền Tây thì rau nào trong nhà mà cứ chua chua chát chát là lấy ra ăn bánh xèo được hết. Đọt xòi đồ ăn được luôn, đọt sọp. Đồng này nha. Tép đồng. Có tép đồng, có bông điên điển, đặc sản của quê mình. Cái này là bình thường chị có bán ở nhà gì không chị? Chị đi chương trình. Chị đi chương trình thôi, là đi liên tục chương trình luôn. Bán quanh năm. Kiểu rài đây may đó ha. Rài đây may đó. Cô chú mình sẽ thấy được là mấy cô mấy chú đang chuẩn bị đây. Một phần như vậy còn thấy 40.000 đồng thì cũng giá khá là tốt nha cô chú. So với những cái giá mà ví dụ 60-70.000 thì 40.000 thì cũng rất là dễ để mình ăn. Với lại là 40.000 thì mấy bé nhỏ ăn vẫn hết được một cái bánh xèo nha. Bánh xèo miền Tây của mình cô chú mình sẽ thấy được là rất là to và thường là nhân rất là đa dạng luôn, kiểu như mình thích ăn cái gì để vô, ví dụ như là củ sắn, củ hủ dừa, giá, rồi mà phần thành phần chính ví dụ như là thịt bằm, thịt vịt nè, thịt heo, rồi mình có thể là bỏ vô được hết nha cô chú. Và rau cũng vậy, nên là mình ăn mình sẽ không có bị ngán, dù là bánh xèo mình thấy là sẽ có nhiều dầu mỡ nha. Cô chú mình sẽ thấy được là càng về chiều thì lượng du khách sẽ càng đông nha cô chú. Nãy giờ là Cường mới đi được một vài khu vực, ở khu vực là bánh nhân gian, tức là ở miền Nam thôi. Chưa đi qua tới khu vực là miền Trung và miền Bắc nữa. Có rất là nhiều gian hàng ở đây, là gần 100 gian hàng khác nhau nha cô chú. Ngoài khu vực ẩm thực thì còn có khu vực mà trưng bày một số sản phẩm của doanh nghiệp nữa.
khu vực đặc sản món ăn ngon ở miền Trung thì Cường thấy cũng không có nhiều quầy nha cô chú. Ở đây có một số gian hàng thôi, ví dụ như là một quầy nè, mì trộn tên lửa, rồi có đặc sản của Quảng Ngãi. Nhưng mà những gian hàng của miền Bắc hoặc là ẩm thực của miền Nam, miền Tây thì Cường thấy khá là nhiều và phong phú đa dạng nha. Ủa cái này mình ở tỉnh nào vô đây vậy chị? Quảng Ngãi vô đây luôn. Muốn chị có tham gia mấy chương trình ẩm thực khác không hay là đi lần này thôi? À vậy hả, tháng 10 chị có bán bên này không? À tháng 10 vẫn có phải không? Nếu mà đi theo chị, à có lễ hội nước mắm nữa. Hôm nay chị bán được không chị? Mưa phải không? Mùa này ở ngoài Quảng Ngãi là mình mưa hay nắng vậy? Ở ngoài Quảng Ngãi mình là trời lại là kiểu như đấy, như là bắt đầu mưa. À đầu mùa mưa nên là lâu lâu mưa mưa. À còn vậy là ngoài đó chắc là Tết là mưa hả? Không, tháng 10 là mưa chính thức của nó. À tháng 10 là mưa, mưa tới gần Tết là hết. Mưa lụt là tháng 10. À tháng 11 là mưa bye. Tháng còn... 1 là có hồi tùy cái mùa. Dạ còn ở trong miền Nam mùa này là mưa dầm nữa. Trong miền Nam là tháng 8. Dạ đúng rồi, mưa trung thu là không bao giờ mà nào có được. Ở ngoài Quảng Ngãi là trung thu vui lắm, tại vì ở quê. Dạ ngày xưa ở trong đây vẫn còn nhưng mà sau này hết rồi. Dạ. Yeah. Với lại là đúng là mùa trung thu là ở đây lúc nào cũng mưa, ở nguyên miền Nam là mưa không? Dạ. Thì hổm ở đây ở Sài Gòn là có phố lồng đèn Lương Nhữ Học đó, là nguyên có con phố mấy trăm mét mà cho bán lồng đèn đó. Mà ngay ngày trung thu với trước ngày đó mưa tầm tã, bán đâu có được. Dạ. Cái đây là chả ram nè cô chú, ở phía trong là sẽ có một con tôm đất nha cô chú. Đây tiếp theo là cô chú sẽ thấy được là bánh xèo của miền Trung, nó rất là khác biệt so với lại miền Tây của mình. Mỗi loại bánh xèo mỗi dùng thì nó sẽ có vị ngon khác nhau nha, tùy theo là sở thích của mỗi người nha cô chú. Một gian hàng như vậy thì Cường thấy là bán tới khoảng gần 10 món khác nhau cô chú, quá trời món ăn để có mình có thể là lựa chọn luôn nha. Đây cô chú sẽ thấy được là có phần nem nè, rồi phần thịt luộc nè, rồi thịt luộc mắm nêm nữa nè. À có nghĩa là bột mà làm bánh xèo là mình tự lựa gạo để mình làm luôn. Cái này mình là làm máy xay xay đó chị. À rồi mình xay ra. Chứ mình sẽ không có sử dụng là gạo pha sẵn, bột pha sẵn. À cái bánh nó có vị nó khác. À nó vị nó khác chứ lại nói chung là mỗi người làm mỗi khác đó. Cũng tên một cái tên nè. Dạ đúng rồi, bánh xèo miền Trung nhưng mà nó sẽ khác. Chỉ bây giờ mình vẫn còn sử dụng là cách mà truyền thống của ngày xưa thôi. Thì đó là thiệt gạo. Dạ. Cái hộp này là hộp gì chị, kêu là hộp gì chị? Mình bán lộn xộn á, nem nướng. À. Kiểu như phần bún thập cẩm đó phải không? Một phần như vậy chị bán bao nhiêu cái? 50. À 50.000. Còn bánh xèo này là 50.000 đồng 4 cái. Vải. Nem nướng hả? Nước chấm ở đây Cường thấy là có phần mắm nêm nè, hoặc là mình sử dụng là nước mắm chua ngọt nha cô chú. Kiểu như là tùy theo mình thích sử dụng nước chấm nào thì mình sẽ yêu cầu là nước chấm đó nha. Bây giờ thì Cường tiếp tục di chuyển qua quầy khác nữa nha cô chú, tại còn rất là nhiều quầy. Đây chú đang làm một món là gỏi đu đủ nha cô chú. Có đu đủ với lại phần ba khía. Cô chú sẽ thấy là bỏ cái phần nước mắm nêm nè, rồi bỏ phần đu đủ vô. Cái này nếu mà cô chú mình ăn cay thì thật sự rất là ngon nha cô chú. Thường thường món gỏi đu đủ Thái này là thường đúng luôn á, vị nó sẽ rất là cay. Kiểu là mình ăn cay, còn đu đủ là kiểu như là giòn giòn, chua chua mặn mặn ngọt ngọt, nhưng mà vị chua vị cay thì nó sẽ nhiều hơn. Chị
Tiếp theo là cô chú sẽ thấy được là phần ốc nhồi thịt nè, rồi phần lòng, phần dồi, nhìn quá hấp dẫn luôn. Một phần gỏi thì 60.000 đồng một phần gỏi đủ đủ nha cô chú. Ở đây giá cả thì niêm yết rõ ràng nên cô chú mình cứ yên tâm là ở phía trước mỗi gian hàng là sẽ có để có phần giá nha. Một phần như vậy chú làm trong khoảng là 3 phút là xong nha cô chú, làm rất là nhanh. Phần rau rồi có để vô cái phần là ba khía nữa, cái nơi khía mình sẽ đập thơ sơ thôi. Tại cái phần thịt ba khía là mình có tẩm ướp gia vị rồi, ăn kiểu là mặn mặn ngọt ngọt nha. Mà những cái món mắm như vậy nó thật sự là rất là kén như khách nước ngoài, nhưng mà cô chú sẽ thấy được là hai chị người Hàn Quốc này là đặt một phần gỏi đu đủ ba khía nè cô chú, 60.000 đồng để thưởng thức đặc sản của Việt Nam. Gỏi đu đủ này thì nếu mà đúng nguồn gốc luôn là Cường thấy là ở bên Lào với Campuchia rất là nhiều, hoặc là bên Thái Lan và Việt Nam mình sau này thì vẫn có, và sau đó là gia giảm gia vị để cho phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình hơn. Đó, cuối cùng là xong một phần gỏi đu đủ này cô chú, 60.000 đồng. Đây cô chú sẽ thấy một gian hàng thịt nướng, mấy thịt nướng là cũng thấy là nướng trực tiếp tại chỗ luôn cô chú. Đây, nếu mà nguội thì nhân viên sẽ nướng lại nên cô chú sẽ thấy được lúc nào cũng tươi và nóng nha. Đây có phần cơm lam mình sẽ ăn kèm với lại phần thịt nướng nha cô chú. Cơm lam này cô chú sẽ thấy được là có cái màu xanh của hoa đậu biếc nè, rồi màu tím của lá cẩm nữa đây. Thật sự là nếu mà mình có thời gian rảnh đó cô chú, mình sắp xếp mình đi những lễ hội như vậy thì Cường thấy cũng rất là hay. Có nghĩa là mình vào đây á, mình lựa chọn được rất là nhiều món ăn đặc sản của từng vùng miền khác nhau, thay vì là mình sẽ tốn tiền mình đi Hà Nội, đi Quảng Ngãi, đi miền Trung, miền Tây, thì ở đây là mình sẽ tập trung lại một chỗ nha cô chú. Nên là nhiều cô chú mình sẽ thắc mắc là tại sao ở trong đây giá nó cao hơn ở ngoài, tại vì chi phí vận chuyển rồi thì cũng rất là nhiều. Giống như hồi nãy cô chú mình xem là có cô là đi từ Quảng Ngãi vào đây thì phần chi phí mình sẽ cộng vào thì nó sẽ cao chút xíu, nhưng mà bù lại thì mình đi ở đây mình sẽ tiết kiệm chi phí nha cô chú. Ở đây Cường thấy có nhà hàng Con Voi Vàng nè. Chỗ này thì lúc nào Cường thấy cũng đông hết. Nếu mà cô chú mình xem được video của Cường mà những chương trình lễ hội trước đó thì gian hàng Con Voi Vàng này cũng thu hút rất là nhiều đông đảo thực khách là cả trong và ngoài nước để lựa chọn món nha cô chú. Ở đây là có mì xào giòn nè, cơm chiên thịt cua kiểu Thái 60.000, hoặc là bắp Thái cũng 60.000 nha cô chú, hoặc là có món thịt heo chiên kiểu Thái cũng 60.000. Nhà hàng Con Voi Vàng là một trong những gian hàng mà tôi thấy bán đồ Thái rất là ngon luôn, nhìn rất hấp dẫn và thường thường giá từ 60.000 đến 70.000 đồng một phần nha cô chú. Tiếp theo cô chú sẽ thấy được gian hàng là lụ đỏ ép Thái Lan, một chai như vậy là 40.000 đồng nha cô chú. Cái này là lụ ép nguyên chất đây. Nhìn màu chai lụa ép nhìn quá hấp dẫn luôn cô chú. Ở này nếu mà cô chú mình đi du lịch ở Thái Lan là cô chú sẽ thấy được cái phần lụa ép này rất là nhiều, rất là quen thuộc. Cô chú sẽ thấy được là cái này rất là kỳ công nha. Mình để lụ chế lụ đỏ xung quanh và nước đá là bao bọc để cho nó giữ độ lạnh đó cô chú. Thật sự rất là kỳ công, tại thời tiết ở này mình cũng thấy là cũng khá là oi, nhưng mà phần đá là mình kiểu là để đá bào nè. Khu vực mà ẩm thực miền Bắc là cô chú sẽ thấy được là trang trí là mô hình giống như là phố cổ nha, những ngôi nhà mà phủ rêu xanh, bức tường là màu vàng nè cô chú, ngoài cổ. Mình nhìn là mình sẽ biết được là vô được khu vực là không gian ẩm thực của miền Bắc rồi nha. Đầu tiên là cô chú sẽ thấy được là món bánh tôm Hồ Tây. Thật sự thì trang trí quầy Cường thấy quá đẹp luôn cô chú. Có nón lá nè, rồi có sen. Đây cô chú sẽ thấy là có để giá sẵn luôn nè. Ví dụ như nem cua bể là 50.000 đồng một phần. Bánh gói Hà Nội cũng 50.000 đồng cô chú. Còn riêng phần bánh tôm Hồ Tây có giá là 60.000 đồng một phần nè.
cô chú mình sẽ thấy được là bánh gói Hà Nội thì ở trong miền Nam mình gọi là bánh ship á, bán khu vực ở quận 5 khá là nhiều nha cô chú. Đó, những cái phần này cũng thấy là làm rất là to, rất là tròn đầy luôn. Tiếp theo thì cô chú sẽ thấy là quầy bún úc bà ngoại. Bún ốc này thì mới đầu nhìn cũng nhìn nó cứ nghĩ là phần bún kiểu như bún riêu của cô chú, bún riêu của ốc của miền Nam mình á, nó sẽ khá là giống nha. Đây cô chú sẽ thấy nguyên một cái phần đầy đủ nè, thì khá là giống với lại là phần bún riêu ở trong miền Nam mình nha cô chú. Lượng du khách mà bắt đầu là đông lên từ từ cô chú, hiện tại bây giờ là hơn 16 giờ, tầm khoảng là 17 giờ 30 trở đi là bắt đầu là sẽ rất là đông luôn nha cô chú. Cái này buổi tối là mình gọi là chen chân nhau đi không lọt luôn. Đây khu vực này cũng thấy là có quầy hoa anh đào, bán một số món mà kiểu như là của Thái nè, ví dụ như là bò viên, rồi là phô mai, là chân gà rút xương cay. Ở đây là có thêm gian hàng của Huế nè cô chú, một đặc sản rất là nổi tiếng của Huế, nếu mà cô chú chưa thử là chắc chắn là sẽ thắc mắc, rất là tò mò, đó là món chè bột lọc mà làm từ heo quay nha, chè heo quay bột lọc. Đây cô chú sẽ thấy không, là một phần như vậy có giá là 25.000 đồng nha cô chú. Thì mình ăn thì cái vị nó cũng sẽ bình thường thôi, nhưng mà lần đầu tiên mà Cường chưa ăn mà Cường nghe tên thì cũng khá là lạ nha. Ăn thì ở trong có vị béo béo của phần heo quay, còn ở phía ngoài là nó sẽ có vị ngọt nha cô chú. Có một số cô chú anh chị của mình khi mà xem video của Cường hoặc là những kênh khác luôn cứ thắc mắc là tại sao Việt Nam của mình hay tổ chức lễ hội như vậy, thì mình nhìn đa chiều, mình có cái nhìn khách quan hơn, mình sẽ thấy tổ chức lễ hội này rất là tốt. Đây là cơ hội để mình quảng bá về văn hóa nè, rồi du lịch ẩm thực của Việt Nam đến với bạn bè thế giới, không chỉ là ở quanh khu vực là những nước lân cận mà rất là nhiều khách nước ngoài đến đây mình ăn uống, rồi mình chia sẻ những thông tin hình ảnh như vậy lên trên những trang mạng xã hội, thì thực sự đó là một cách mà quảng bá du lịch rất là tốt. Đôi khi nếu mà mình sinh sống và làm việc tại Sài Gòn á, mình thấy tổ chức nhiều quá hay mình thấy nó tương tự mình không đi. Nhưng mà cô chú anh chị mình sẽ suy nghĩ là những khách nước ngoài nè, rồi cô chú anh chị ở xa hoặc là ở tỉnh thành hoặc là Việt Kiều, lâu lâu mình về mà có những chương trình du lịch như vậy á, hội chợ ẩm thực như vậy thì thật sự thì rất là hay và thu hút được bà con của mình rất là nhiều. Đôi khi á, làm cũ với mình nhưng mà mới đối với người khác nha cô chú. Tiếp theo thì cô chú sẽ thấy có phần gỏi mực 80 nè, rồi gỏi gân bò là 60. Thường thường thì những gian hàng ẩm thực như vậy thì rất là nhiều trong chương trình lễ hội ẩm thực. Tuy nhiên là những gian hàng mà kiểu như bán đồ Thái này thì năm nay Cường thấy khá là ít và mọi người đánh giá rất là cao. Có nghĩa là mình vào mình cứ thấy là cá viên chiên hoặc là thịt nướng theo kiểu là đồ ăn vặt, thức ăn nhanh thì mọi người sẽ không có thích lắm. Dù là mình biết là những món ăn này thì rất là nhiều người thích, tuy nhiên là khi mà mình nói là lễ hội ẩm thực bánh nhân gian á, thì bánh nhân gian đôi khi mình thấy còn ít hơn những gian hàng này á, thì đó là một điều mà những tổ chức sau, ban tổ chức nếu mà có thì nên lưu ý. Còn năm nay Cường thấy chương trình này thì khá là thành công trong việc bố trí cũng như là sắp xếp số lượng gian hàng tham gia rất là hợp lý và khoa học. Ở đây là nếu mà tầm buổi chiều mà giờ tan tầm của cô chú thì thật sự thì sẽ rất là đông luôn, từ khoảng là 17 giờ. Tại đây là khu vực mà trung tâm thì có rất là nhiều văn phòng, tòa nhà cho thuê, trong này là số lượng nhân viên là rất là nhiều nha cô chú. Hôm nay Cường quay lần thứ hai, Cường quay lại lễ hội bánh nhân gian này nha cô chú. Và hôm nay là ngày 23, tức là ngày 25 là sẽ ngày kết thúc, chỉ còn 2 ngày nữa. Nếu mà cô chú mình chưa có sắp xếp đi được thì mình nhớ sắp xếp đi, tại ngay trục đường của quận nhất, trục đường Lê Lợi này thì cũng rất là thuận tiện để mình có thể tham quan lễ hội này nha cô chú. Ở đây thì tới là ba miền, tức là Bắc, Trung, Nam,
có khoảng là 500 món ăn khác nhau và hàng trăm gian hàng ở trong đây, thì đây là một sự lựa chọn mà khá là thú vị khi mà mình đến đây tham dự lễ hội ẩm thực nha. Và video lần này thì Cường sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy hay thì nhớ tặng cho Cường một đăng ký kênh, cũng như là để lại một bình luận để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều điều mới sau này nữa nha.